đã đến với kênh của Vimeanerman. Thì video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một bản lập trình do mình học. Đây là bản lập trình, là có hai bạn cá và cua đang ở bên Hà Nội Hồ Gươm. Bạn này là người Hạ Long, bạn này là người Hà Nội. Bạn này vẫn đang định hỏi, bạn này vẫn sẽ hỏi bạn này là Hồ Gươm là gì. Đây. Sao chạy nào? Đây. Phải bấm lá cờ xanh thì tất cả của con đã lập trình xong đấy. Ok. Thử. Chào bạn cua. Chào. Tớ vừa đi Hạ Long đến Hà Nội, cậu có biết gì về Hồ Hoàn Kiếm không? Tớ biết đấy, Hồ Hoàn Kiếm còn được gọi là Hồ Gươm, là một nước gió tự nhiên ở trung tâm thành phố Hà Nội. Trước kia có các tên gọi là Hồ Lục Thủy, Hồ... Nhanh lắm. Con lấy thông tin ở Google con cho vào. Vâng. Ok. Rồi. Tiếp theo là gì? Không, tớ thông tin tớ là người Hà Nội mà. Đây. Đúng một phát. Có nhạc lên. À, có nhạc minh họa. Mình vừa ghép nhạc. Đây đến đấy nhá. Đây nếu mà muốn nhìn hết tất cả thì đây. Đây là lập trình. Đây con cua thì nó sẽ như này. Này. Nhưng mà phải tách nhau ra chứ. Các bạn có thể đọc ở đây. Ok. Rồi đấy. Nhớ đăng ký kênh nhá. Ok.